điệu quê hương. Thưa quý vị, thưa các bạn, viết về người giáo viên là một trong những đề tài mang lại niềm cảm hứng cho các tác giả sáng tác ca khúc. Hàng năm, mỗi khi đến ngày 20 tháng 11 lại vang lên những giai điệu đẹp ngợi ca những thầy cô giáo tận tụy với công việc chồng người. Trong chuyên mục Giai điệu quê hương hôm nay, mời quý vị cùng biên tập viên Bảo Trang lắng nghe những ca khúc ngợi ca công lao to lớn của những người chèo đò đã đưa lớp lớp học sinh đến bến bờ của tri thức. Những lời ru, lời dạy bảo, những tình cảm mà các thầy cô giáo đã trao cho lớp lớp thế hệ học trò luôn hiện hữu trong sâu thẳm trái tim bao thế hệ. Hình ảnh thầy cô và mái trường luôn theo mỗi chúng ta dù có đi đến góc bể chân trời. Với nhạc sĩ Hoàng Long, những ngày tháng đi học đã cho anh bao cảm xúc để viết nên những ca khúc được công chúng yêu mến. Tình cờ trong một cái đợt mà về thăm trường cũ, trường Trung học Phổ thông Trường Linh B, thì tôi thấy những hình ảnh các em học sinh trong giờ ra chơi trong cái màu áo trắng thực sự làm tôi rất xúc động. Và nhân trong cái dịp mùa thu rất là đẹp, đặt bút tôi viết bài Thời áo trắng. Một sớm tôi về thăm lại trường xưa, gợi lại tất cả những cái thời đi học, những cái thời kỳ mà mực tím viết mà tay còn lấm lem đấy, tôi đã đưa hết trong bài hát. Ở trong đó có cái hình ảnh của tôi, của bạn bè của tôi, của thầy cô, những người đã dìu dắt và dạy chữ dạy người cho tất cả các thế hệ trò chúng tôi. Một sớm tôi về thăm lại trường xưa, lắng trong hàng cây thì thầm gió kề, giây phút êm đềm nghe mùa thu đô la, áo trắng bay vào trong giấc mơ tôi. Bàn ghế thân quen, nhớ lối đi rụng đầy hoa phượng, nhớ sân trường cây bàng chút lá mùa đông, nhớ dấu chân gương mặt bạn bè, nhớ bước đi tôi thuở dài khờ, bài học hay lắm cho hồn thơ. Lắng trong hàng cây thì thầm gió kề, giây phút êm đềm nghe mùa thu đô la, áo trắng bay vào trong giấc mơ tôi nhớ về bàn ghế thân quen, nhớ lối đi rụng đầy hoa phượng, nhớ sân trường cây bàng chút lá mùa đông, nhớ dấu chân gương mặt bạn bè, nhớ bước đi tôi thua dài khờ, bài học hay lắm trong hồn thời áo trắng.
giờ đi xa biết thua nào và các bạn vừa cùng trở lại thời áo trắng trong ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Long, ca sĩ Quốc Chiến trình bày. Những ca khúc của Hoàng Long dù viết cho một đối tượng cụ thể, nhưng khi đưa ra công chúng đã được đón nhận nồng nhiệt bởi những ca từ gần gũi và giai điệu thắm thiết, dịu dàng. Nói về bài hát Trở lại trường xưa, tôi thấy cái cảm xúc Nguyên là một cậu học sinh của trường Năng khiếu Hải Hậu cũ, bây giờ là trường Chất lượng cao Hải Hậu. Thời đó, học sinh năng khiếu đã phải đi trọ học xa nhà, cuối tuần mới có thể đi về nhà. Thầy, cô như là người cha người mẹ chăm sóc cho các học trò từng ly từng tí một. Và chính từ những cái khó khăn gian khổ như vậy thì cái tình cảm của học trò với nhau và của các thầy cô giáo đối với học trò rất gần gũi, gắn bó, thân thiết và không thể phai mờ. Bài hát bên cạnh những cảm xúc đẹp đẽ của người học trò còn là một lời tri ân của tôi đối với thầy cô đã từng dạy chữ dạy người cho tôi và cho các thế hệ học trò. Đó cũng là một lời cảm ơn của tôi đối với bạn vì đã có nhau ở trong cuộc đời này. Ta trở về trường xưa, dấu nhiều năm cách biển, nghe ấu thơ kỷ niệm chợt quay về.
trẻ thơ lớn dần trong tình thương Chúa trao. Xin gửi lại nơi đây khung trời quê thơ mộng, trên bến sông hoa gạo vẫn ngóng chờ. Tiếng hát Nguyễn Anh Thơ trong ca khúc Trở lại trường xưa của nhạc sĩ Hoàng Long đã kết thúc chương trình phát thanh dành cho đồng bào Việt Nam ở xa tổ quốc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nội dung của chương trình được đăng và phát lại trên trang web vov5.vn phần tiếng Việt. Quý thính giả quan tâm có thể nghe lại tại địa chỉ này. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Bảo Trang, Kim Lan và kỹ thuật viên Tuấn Anh thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin